Sự kiện nóng nhất mùa hè này, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng TIFF 2023 đã gọi tên hai đội thi xuất sắc nhất sẽ bước vào trận chung kết. Thưởng thức trận chung kết bùng nổ, mãn nhãn và tiếp tục khám phá hàng loạt các trải nghiệm du lịch độc đáo tại Đà Nẵng và chuỗi lễ hội quốc tế đa sắc màu tại vùng đất tiên cảnh Sun World Bada Hills. Lễ hội Hàn Quốc từ tháng 6 đến hết tháng 8. Khám phá lễ hội Pháp và văn hóa châu Âu tháng 7 và tháng 8. Tham gia ngay Dance Up Bana Wow trên nền tảng TikTok và đem về nhiều phần quà hấp dẫn. Tiếp nối DIFF 2023, tận hưởng Đà Nẵng, enjoy Đà Nẵng. Đà Nẵng Electronic Carnival tại công viên Biển Đông đêm ngày 7 tháng 7 năm 2023 có sự góp mặt của dàn lineup DJs đình đám thế giới. Sân khấu 360 độ trên biển quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Tận hưởng Đà Nẵng, enjoy Wow Bana Festival.